Dạ thì mà hỏi bài anh Thường. Hơi tóc chưa mà hỏi. Dạ thì mà hỏi bài chạy. Hơi tóc chưa mà hỏi. Thì cho xin mà hỏi bài chạy. Thì hết tóc chưa mà hỏi thì hỏi bài á. Thì hết tóc chưa mà hỏi thì hỏi bài á. Giỡn hả? Mệt như hậu. Thì hỏi mình hỏi bài, nó cho hỏi bài, không vô đi. Nó hỏi hoài. Hỏi bài cho bá đạo ghê ha. Vô chưa? Vô rồi. Ok luôn, đẹp trai đấy. Nhiều. Giờ mình hỏi bài thôi. Hơi tóc kêu mà hỏi. Hết rồi nè. Mới hết xong luôn á. Hết tóc chưa mà hỏi. Thì mới hết xong nè ông nội. Thì mới hết xong nè ông nội. Để xin khẩu cái phai nó không cho nó trời. À không cho chạy. Mà khó phai hết tóc chưa mà hỏi đó. Mà khó phai hết tóc chưa mà hỏi đó. Trời ơi. Dạ. Ở đâu là ông nói vậy tôi hiểu nhầm đúng không? Trời ơi. Trời. Biết đâu. Vô thử được không? Rồi ok, vô thử đi. Rồi ok. Rồi con à. Không có gì. Xui làm gì chết tôi. Có wifi sao vô được không? Vô được bình thường rồi em. Nè vô có được đâu. Nói làm sao điện thoại em vô bình thường. Tôi xin lỗi, rồi khẩu đi. Hớ tóc rồi mới cho. Hớ tóc rồi mới cho. Giờ ăn hết nè. Giờ ăn hết nè. Hớ tóc rồi mới cho. Anh ơi, đừng có cho hả? Thì là cái mặt khẩu là hết tóc rồi mới cho đó. Mà không thì cái mặt khẩu hết tóc chưa mà hỏi hôm anh mới đổi lại rồi. Anh đổi lại là hết tóc rồi mới cho. Vô tới đây. Rồi, được rồi. Anh à. Cái mặt khẩu là sai anh ơi. Hết tóc chưa mà hỏi. Đang hết nè. Tôi xin một khẩu trời. Hết tóc chưa mà hỏi. Mặt khẩu á hả? Chưa biết được không? Trời đây là. Ôi là trời nói mà ngủ wifi hỏi hoài trời chứ. Quá đọc luôn. Đó. Mà khẩu em hai. Mà khẩu em hai. Hết tóc chưa mà hỏi. Vô được không Gân? Dạ, được.